giờ chúng ta sẽ cùng phỏng vấn thật nhanh cảm xúc của các vị huấn luyện viên quyền lực của chúng ta trong đêm nay. Đầu tiên là huấn luyện viên Xuân La, rất xinh đẹp và nổi bật. Ở vòng chung kết này, cảm xúc của chị lúc này như thế nào? Xin chào quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Hôm nay một bầu không khí rất là tuyệt vời, và từ trong kia Xuân Lan đã nghe những tiếng cổ vũ của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng tôi đều cần được cổ vũ như nhau. Xin mọi người hãy ủng hộ cho team The Next Gentleman mùa đầu tiên thành công tốt đẹp, và tất cả các thí sinh đều sẽ tỏa sáng cho mọi người. Xin cảm ơn sư mẫu Xuân Lan. Và ngay bây giờ Thanh Thanh Huyền đang được đứng cạnh Hoa hậu Hương Giang. Một tràng vỗ tay cho hậu Hương Giang. Và thưa quý vị, trong mấy ngày nay thì hậu Hương Giang đã rất là vất vả và dành cực kỳ nhiều những tâm huyết cho chương trình. Thì không biết ngay lúc này cảm xúc của Hương Giang như thế nào? Thank you. Em chỉ muốn nói là em xin chùa, ngày trước em nghĩ em là ngôi sao thì em sẽ lúc này đòi hỏi ban tổ chức cái này một chút, đòi hỏi ban tổ chức cái kia một chút. Và từ ngày em làm show là em chừa rồi quý vị ơi. Từ giờ em sẽ luôn luôn thông cảm cho ban tổ chức. Ngày xưa đến với một chương trình nào đó thì mình tới trước 15 phút, 30 phút thôi. Nhưng mà đây là ở đây từ sáng đến khuya, chạy vậy không quan tâm nữa, váy dài váy ngắn sắm lên chạy hết, nào là đón khách, nào là tất cả mọi thứ. Nhưng để nhìn thấy được tất cả những cái mà mình mang tới mà được mọi người yêu mến, mọi người đón nhận như thế này, quá đã, không có gì có thể đánh đổi được. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và ủng hộ cho The Next Gentleman nha. Vâng, xin cảm ơn Hoa hậu Hương Giang. Tôi biết cảm giác đó bởi vì cô đã thậm chí là không dành thời gian để ăn trưa mà chạy chương trình rất kỹ lưỡng cho các người học trò của mình trên sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với siêu mẫu Hà Anh. Thưa quý vị, là một người phụ nữ cá tính, nhưng hãy nhìn cách Hà Anh chăm sóc cho từng chiến binh quý ông của mình sau hậu trường. Chúng ta sẽ biết được cô ấy thương học trò của mình như thế nào. Và nhìn những người học trò của mình ngày hôm nay bước những bước đầu tiên trong phần trình diễn của mình đêm chung kết này, cảm xúc của một người chị, một người thầy và thậm chí cả một người bạn như thế nào? Cảm ơn ca. Như đây Hà Anh biết là mọi người đang chờ cái gì. Ok, mọi người giúp Hà Anh nha. Ok, first, hello. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Khang vì câu hỏi. Đến với chương trình The Next Gentleman, Hà Anh thực sự cảm giác như là Hà Anh đang được đến với chương trình The Next Sổ Số. Bởi vì sao? Bởi vì Hà Anh thực sự là trúng sổ số độc đắc. Khi mà anh có trong tay là 6 chàng trai vô cùng tuyệt vời, Hà Anh và các em đã trải qua những chặng hành trình thật là tuyệt vời trên The Next Gentleman. Đã trải qua bao nhiêu là nước mắt, nụ cười, niềm vui, nỗi buồn, tất cả những cái điều đó đều làm Hà Anh và các chàng trai thêm mạnh mẽ, cái lửa trong mình càng thêm cháy bỏng. Và ngày hôm nay Hà Anh thực sự là nhìn thấy các chàng trai ở sau rất là hạnh phúc. Và một điều gọi là chúng động đắc nữa, đó là có được tình cảm của rất nhiều các bạn fan. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn sư mẫu Hà Anh. Thưa quý vị, còn bên đây thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn với lại một gương mặt đại diện của quý ông trên sân khấu. Xin chào anh Kim Lý. Được biết thì anh đã có thời gian là 8 năm sống tại Việt Nam và cũng đã kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp và tài năng. Nên tôi nghĩ là chắc chắn là tôi nên hỏi anh bằng tiếng Việt. Không biết là anh có thoải mái để chia sẻ không? Nếu Kim nói tiếng Việt thì các bạn không hiểu, đó là tại sao Kim phải nói tiếng Anh à? Ok, thưa quý vị, tôi hỏi đùa với Kim Lý. Tại vì lúc mà chạy trong hội trường thì Kim Lý nói, để tôi có thể nói hết mọi thứ một cách rõ ràng, thì xin hãy đặt câu hỏi tiếng Anh. Thank you, Kim Lee, for coming here. So your question is, what is the definition of gentleman? And what is the difference between Asian gentleman and Western gentleman according to you? I think being a gentleman is very universal. It doesn't matter if we're in the West or if we're in Asia. The main thing is to be polite, humble, kind, and assertive. And I think that's what we're going to see tonight. I'm very excited for it. Thank you, Kim Lý. Tôi hỏi anh là anh hãy cho chúng tôi biết định nghĩa một quý ông là như thế nào và điều khác biệt giữa một quý ông phương Tây và một
quý ông Á Đông sẽ như thế nào thì Kim bảo, thật ra cái khái niệm quý ông thì nó là toàn cầu ở trên khắp thế giới rồi, nhưng mà những điều cốt lõi để tạo nên một người quý ông đó chính là sự lịch lãm, sự hài hước, sự thân thiện và cả sự rộng lượng. Và tôi tin ngày hôm nay đó là cảm xúc tuyệt vời nhất khi tôi có mặt ở trong đêm chung kết này. Thank you for coming here. Tuyệt vời. Xin cảm ơn Nguyên Khang. Và thưa quý vị, Thanh Thanh Huyền cũng rất mong muốn được trò chuyện với quý ông, diễn viên điện ảnh MC quốc tế Matthew Danny. Wow, wow, wow. Sawadika, khuôn lộ mà. Nhìn đi thì đài rối chặt ca. Khuôn từng đang thật cả sự đàn mãi. Are you excited about the show? Xin chào Việt Nam! That's as much Vietnamese as you'll get out of me tonight, sorry. But I am very, very happy and extremely honored to be here. Thank you for inviting me to be part of this fantastic, extremely popular show. I'm looking forward to seeing all of the contestants in action tonight. And I can't wait to crown tonight the next gentleman, whoever it will be. Thank you very much. Thưa quý vị, và Thanh Huyền có hỏi anh Matthew là anh Matthew cảm thấy như thế nào, có phấn khích với lại buổi tối ngày hôm nay hay không, và anh ấy cảm giác là buổi tối hôm nay là một đêm cực kỳ hoành tráng và thật tuyệt vời khi tôi được có mặt trong một sự kiện trong một cuộc thi hoành tráng và uy tín nổi tiếng tại Việt Nam như thế này. Và ngày hôm nay tôi đang đứng ở đây và tôi đang rất là nóng lòng mong muốn được tìm ra the next gentleman và trao giải thưởng cho quán quân cuộc thi. Thank you so much. Cảm ơn anh Matthew. Bây giờ tôi mới biết là khả năng nói tiếng Thái của Thanh Thanh Huyền rất là đáng yêu và cute. Nhất đại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật rất quyền lực của chương trình của chúng ta. Có thể nói anh vô cùng tâm huyết, đó chính là host Dược Sĩ Tiến. Thật ra khi mà nói về host Dược Sĩ Tiến, chúng ta thấy là anh trăn trở như thế nào với show truyền hình này. Và nhìn lại, người ta vẫn bảo là đôi khi nhìn thấy hạnh phúc từ gương chiếu hậu có nghĩa là nhìn lại cái hành trình mình đã qua. Anh nghĩ mình đã đạt được gì và có được gì thông qua chương trình The Next Gentleman, quý ông hoàn hảo mùa đầu tiên? Xin cảm ơn câu hỏi của anh Vương Khoa, Thanh Nguyên. Hôm nay là đêm chung kết rồi. Tiến cũng chẳng có gì để chia sẻ nhiều với các em nữa đâu, bởi vì những gì cần chia sẻ Tiến đã chia sẻ trong những cái tập truyền hình thực tế rồi. Tiến chỉ muốn chúc cho các bạn có một đêm thi thật là tự tin, và bạn nào cũng sẽ có những cái chiến thắng của riêng mình. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của Dược Sĩ Tiến. Và tôi tin rằng với các vị huấn luyện viên có tâm quyền lực cùng với những khách mời trong đêm nay, tỏa sáng chính là tính từ mà các bạn sẽ đủ bản lĩnh để thực hiện trong cái chặng đua cuối cùng của mình.